Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con cá xin chữa các bạn, mẫu cực kỳ độ luôn các bạn. Đây, mẫu cực kỳ độ nè, đỏ ao, rúng, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Đó. Mẫu cực kỳ độ nha, cao 1m35 bò các bạn, cao 1m35 bò. Chữa 6 tháng chữa bò xin. Đo ngay sau lưng là cao 1m35 bò nha các bạn, chữa 6 tháng chữa bò xin nha. Đó, giá 32 triệu các bạn, 32 triệu. 32 triệu âm chữa lứa 3, cao 1m35 bò. Đo ngay sau lưng là cao 1m35 bò các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện hết, rúng yếm bốn vú đều hết các bạn. Con này có điểm mi nhẹ ngay mí mắt nha các bạn. Còn như là quyền bò hết, không lan giá nha các bạn. Đó, lông đuôi, một chùm lông đuôi luôn. Đỏ luôn, đỏ ao luôn. Sái tích đầu nghiêm chỉnh hết, chân móng hoàn thiện hết các bạn. Đó, rúng yếm đầu nghiêm chỉnh, cái rúng cái tay người cho các bạn. Mẫu cực kỳ độ nha các bạn. Cao 1m35 bò. Cao 1m35 bò các bạn. Giá 32 triệu, 32 triệu, âm chữa lứa 3. Bao chữa, bao khám, bao lòi, anh em cứ yên tâm nha. Đỏ heo. Bốn vú đều văng. Rúng yếm nghiêm chỉnh, đỏ heo, chân móng sò kiền khú luôn các bạn. Chân móng sò kiền khú luôn, sái tích đầu nghiêm chỉnh hết, đó. Rúng nè, lường không lan giá chỗ nào hết nha các bạn, sái tích đầu nghiêm chỉnh hết, nó quyền bò hết các bạn, con này nó quyền bò hết, âm chữa lứa 3, 6 tháng bò xin, bao chữa bao khám bao lòi, bò mẹ tướng cực kỳ lực các bạn, bò mẹ tướng cực kỳ lực, giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu. Cao 1m35 bò, đâu ngay sát lưng các bạn. Ở ngoài nó to, nó khủng lắm các bạn. Ở ngoài nó to, nó khủng lắm. Cao 1m35 bò nè các bạn. Chữa 6 tháng chữa bò xin. Bao chữa, bao khám, bao lòi. Anh em cứ yên tâm. Giá 32 triệu các bạn, 32 triệu. Đó. Bốn vú đều nè, chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Đó, móng sò hoàn thiện hết. Bò đỏ eo. Quà đen. Sải tích đồ nghiêm chỉnh. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết, quyền bò hết các bạn. Quyền bò hết. Đòn dài. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Đó, giá 32 triệu, 32 triệu. Đó, cày đuôi chà bá luôn các bạn không? Quà đen lông đuôi một chùm, chữa 6 tháng, bao chữa bao khám các bạn. Bò rất là to con các bạn, rất là to con, mẫu rất là đẹp luôn các bạn. Rất là to con, mẫu rất là đẹp nha. Xe mặt, xe lưng được nghiêm chỉnh hết. Tàn vip các bạn. Rúng, chân móng sò nè. Giá 32 triệu bạn, 32 triệu cái xin chữa các bạn. Anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Sai mặt, sai lưng, đồ nghiêm chỉnh hết, rúng yếm, đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, đòn dài, đông đuôi một chùm, chân móng là móng sò hoàn thiện các bạn. Chân móng là móng sò hoàn thiện, cao 1m35 bò. Đó, rúng yếm, đồ nghiêm chỉnh hết. Chữa 6 tháng chữa bò xin, ông chữa lứa 3, giá 32 triệu các bạn, giá 32 triệu. Đó, cao 1m35 bò, chữa 6 tháng bò xin, ông chữa lứa 3, giá 32 triệu. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.